chào vị khán giả. Rồi máy chạy 3, dự diễn. Đóng vai chị Hà lúc mới vô trường học ca sĩ. Nghe đầu xưa chứ cũng giống vậy nè. Cũng tự tin là như đây là thời trang rồi đó. Tóc hai chùm dễ thương. Bây giờ là cái cảnh quay mà Hà sẽ cứu nhan sắc thời kỳ đầu. Nhan sắc đối với Hà cực duyên. Nhưng mà hơi hú hồn. Nên là Hà vào vai y tá. Hà đi dụ, đi sửa đi. Sửa cho nó đẹp. Nhưng mà cho chị Hà kiểu mà diễn đơ cái mặt ra xíu như kiểu mà máy chạy và diễn tương ương. Vừa cái tay sao hơn. Máy chạy. Lẹ kìa xuống đây. Mà hiện tại bây giờ đang té vui tự nhiên rất vui. Bực mình ghê vậy đó. Bây giờ tự nhiên hồn nó vừa nhập vô để sắp té tẹt rồi đó. Thì mưa ba nha. Một cái cảnh quay té thôi mà cực quá. Từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều mà hai ngày rồi té hoài, té hoài. Đi thì cũng xa nhưng mà té là phải đẹp. Đó, té phải đẹp nha. Đau, mình đau vừa đẹp nữa. Là té té làm lại nhiều lần lắm. Có lúc mình bị dính son cái áo chị Hà. Có lúc mấy bạn cũng diễn thiệt chút á là đập tay vẫn muốn gãy luôn đó. Nhưng vẫn phải chịu thôi. Tại vì té cho đẹp mà, hiểu không? Càng đau là càng đẹp. Để coi lát có đổ máu không có máu đẹp nữa. Đỡ Hà, đỡ Hà. Mai mà mọi người chắc là khổng lắm. Chị Hà xúc móng luôn á thấy không? Lại cái bên là lại, xin lại cái nữa nè. Nữa hả mày? Nữa hả? Rồi, đi thêm ngón nữa. Một móng nữa nè. Có tay dảnh luôn kìa. Té mà, dạ dạ dảnh luôn, dảnh luôn. Té mà dảnh luôn bộ, giờ ấy xuống không được nè. Không được luôn. Cái dảnh luôn, tật luôn rồi. Ủa? Tại món này, dảnh xẹ nên chỉ hay đói hả? Đau món này phải làm cái gớm không? Dẫm chim à, hai ba quán sợ bưng khe cách rồi